Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, hiện nay ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều tối và đêm nay cho đến ngày mai, bộ phận không khí lạnh này thì sẽ ảnh hưởng đến nhiều tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ. Cụ thể là từ chiều nay, ở các tỉnh vùng núi phía Bắc thì sẽ có mưa và mưa rào. Từ sáng mai, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và thuộc khu vực Bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ. Trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở ngưỡng từ 15 cho tới 18 độ. Vùng núi thì có nơi dưới 14 độ. Phía Tây Bắc Bộ, Nghệ An, Hà Tĩnh trời chuyển lạnh. Hiện nay các địa phương phía Bắc đang tranh thủ lấy nước, tập trung cấy lúa theo đúng lịch thời vụ, phấn đấu kết thúc gieo cấy trong tháng 2. Đợt rét lần này tuy chưa phải rét đậm, rét hại nhưng cũng ít nhiều ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây lúa mới cấy. Để tập trung chăm sóc tốt cho những diện tích lúa đông xuân, bà con cần lưu ý một số biện pháp như sau. Với các diện tích đã cấy thì nông dân cần tập trung chăm sóc bón phân sớm, giữ nước để kéo dài thời gian sinh trưởng của cây lúa, đảm bảo lúa chỗ vào thời điểm an toàn, hạn chế tác động của rét nàng bân cuối vụ. Đồng thời thường xuyên thăm đồng, kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phòng trừ kịp thời các loại dịch hại. Với những diện tích mà bà con chuẩn bị cấy thì sau khi cấy lúa, nông dân cần chú ý điều tiết nước để giữ ấm cho lúa. Từ lúc gieo đến lúc được 3 đến 4 lá thì chỉ cần tưới ẩm đến độ ẩm bão hòa, tức là khi mặt ruộng không có nước, nhẫm chân mềm. Lúa mới cấy đến lúc sau cấy 30 ngày cho nước ngập 3 đến 5 cm để thúc đẻ và chống rét cho lúa. Giai đoạn này thì có thể dùng các loại phân bón lá tăng khả năng chống rét, kích thích ra rễ nhiều và đẻ nhánh mạnh. Quay trở lại với tình hình thời tiết, khối không khí lạnh nêu trên không đủ mạnh để ảnh hưởng đến các khu vực còn lại, khu vực Nam Trung Bộ cũng như là ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Nên những tỉnh thành này thì vẫn giữ nguyên hình thái thời tiết có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Mời bà con cùng theo dõi.